Vừa Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay thì mình có một cái lô mai rất là đặc sắc luôn, muốn giới thiệu đến cả nhà ha. Thì đây cả nhà ơi, đây là hàng Thủ Đức 5 mùa. Đây quý khách nhìn thêm cái đế nè. Đó, cái đế nó như thế này nè cả nhà. À, góc rất là to hơn ngón cái em Huỳnh nhiều nha. Liền cốt 100%. Đế cũ nở ha. Cũ nở to nè cả nhà. Rồi ôm nút nụ cực kỳ nhiều luôn. Đó, ôm nút nụ nè khách ơi. Rồi ở đây à, nó có những cái thế nè, cũ nở rồi à, lắc lượng rất là đẹp. Chiều cao trung bình, chiều cao trung bình là từ 45, từ 50cm đổ lên cả nhà. 50, em lại đo cái gang tay giùm chị cái. Đo cái thấp nhất nè. Đó, rồi khoảng 3 gang tay ha. Là tầm khoảng cỡ 50 cho tới cái cao này là khoảng cỡ 70cm. Rồi xuống đi em. Đang nằm trong cái chậu này là chậu 2,5 nè. Chậu 2,5 luôn. Đó, cây trời ơi. Em cầm cái cây nó, cái tàn của nó tròn quá nè. Đó, thùm lum luôn. Rồi lật cái mặt phía trước luôn nè. Trời ơi, đó ha. Cả nhà nhìn thấy mê cái dàn nút nụ không? Đó, xương cành cốt rất là đều ha. Và nó cực kỳ là dày tàn. Rồi tiếp nè, vài cây tiếp nữa nè em ơi. Rồi hàng này 5 mùa luôn cả nhà ơi. Đó. Đây. Rất là đẹp nha. Cũ nở bự chảng luôn, cành cốt rồi nè. Ôi nút nụ nè cả nhà. Rồi em cầm xoay cái cây các bạn. Hàng này là vô cùng tuyệt vời luôn để chúng ta sưu tầm chơi Tết nha. Rồi cây như thế này là 470.000 một cây. Và hai cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển nha. Đó, hai cây là em bao phí cho mình. Trời ơi coi nè. Đã quá cả nhà ơi, rồi xuống. Rồi tiếp tục em sẽ cho cả nhà mình xem thêm nha. Đó, đã nha cả nhà ơi. Mình sưu tầm cái loại này nha. Và khi em đi, khi mà em gửi á, thì em sẽ bỏ chậu nha cả nhà. Đó, bỏ chậu ha. Tiếp bỏ chậu về chuẩn bị cho em chậu 3,5 gì cũng được nha. Ủa cái cây nè. Em cầm em chị cái cây này đi. Đó, dữ dằn luôn cái tàn của nó nha cả nhà. Thân giữa của nó nè, cực kỳ to luôn. Rồi hoành chắc cũng khoảng cỡ là 8-9 đó cả nhà. Hàng này là vô cùng tuyệt vời khi chúng ta chơi Tết. Hoặc là chúng ta trồng đất nha. Cành cốt cứng khừ luôn cả nhà ơi. Rồi đây chính là dảo Thủ Đức nha cả nhà. Mình sưu tầm loại này mình vừa chơi Tết. Đó, qua Tết mình trồng lại cả nhà ơi. Đó, đế cũ nở nha. Có một số đế là đế nôm tự nhiên nữa. Đó, rất là nhiều ha. Ủa cái cây nè. Rồi 470.000 một cây ha. Hai cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển. Nếu quý khách mình thích thì alo số điện thoại của mình nha. 0949 234525. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.